Chào các bạn, mình là Vệ Thế Hai và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để có thể lọc được những cái âm thanh không mong muốn ở trong một cái file âm thanh. Thì sau đây mình đã có sẵn một cái file âm thanh và nó đi kèm với cái video. Tức cái file âm thanh này nó là cái âm thanh của cái video này. Và trước tiên thì mình cùng xem là nó là gì đã. Bạn có thể để có thể phát được cái video này thì bạn có thể nhấn dấu cách hoặc là nút play ở đây. Ok, và mình sẽ nhấn dấu cách. Ok, và sau khi xem video thì mình đã thấy được là anh bạn của mình ấy, anh ấy cầm cái súng và anh ấy bóp cò, và cái tiếng cò súng đấy chính là cái âm thanh mà mình không muốn nó có trong cái file âm thanh này, và mình muốn loại nó đi, loại cái tiếng tiếng cò súng ấy đi. Và mình phải làm như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách, đó là một cái tính năng của Adobe Audition này, đó là cái tính năng xem cái tần số phổ. Và cái tần số phổ là gì thì bạn có thể bật nó ở đây. Trước tiên là mình bật nó lên đã. Và bạn có thể nhấn vào đây, là đây chính là cái tần số phổ. Cái tần số phổ này nó chính là thứ mà hiển thị âm thanh ở cái phần hình ảnh. Tức là bạn có thể nhìn được âm thanh như là một hình ảnh vậy. Thì nó có ý nghĩa gì về cái màu sắc như này? Tức là cái phần mà nó sáng vàng nhất như này, đó là những cái âm thanh lớn nhất. Và càng về bên trên thì đây, âm thanh lớn nhất thì nằm ở phía dưới này, đó là về không. Đấy, đến bên trên cao này bạn có thể nhìn thấy. Và càng về bên trên thì nó lại càng mờ dần. Thì bên trên này, phần này thì có thể nó là âm thanh nhỏ hơn, và bên dưới này lớn hơn, và cái phần bên trên cùng này nó là màu đen, hoàn toàn không có màu gì cả. Thì về cơ bản nó là không có âm thanh gì cả, tức là bạn sẽ không nghe thấy gì ở cái phần này cả. Thì với những ai mà đã từng làm việc với Photoshop ấy, thì đây chính là cái phần hình ảnh của một cái file ảnh. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thanh công cụ, tức là cái thanh công cụ này. Với những ai làm việc với Photoshop thì bạn có thể nhìn những cái thanh công cụ này nó rất là quen thuộc. Thì khi mà mình dùng cái sóng âm này thì những cái thanh âm thanh này hoàn toàn không sử dụng được. Chỉ khi mà hiển thị cái tần số phổ này, tức là nó định dạng hình ảnh của âm thanh, thì bạn mới có thể dùng được những cái thanh công cụ này. Thì nếu mà ai đã từng làm việc với Photoshop thì rất là quen thuộc, bởi vì mình có thể nhìn được cái hình ảnh và mình có thể xóa những cái thứ mà mình không mong muốn ở trong cái hình ảnh đấy, như là bạn chụp ảnh và bạn muốn xóa những cái chi tiết thừa này, xóa những cái rác ở ven đường, xóa một người nào đấy mà bạn không muốn, xóa một chi tiết nào đấy bạn không muốn có trong ảnh, thì cái tần số phổ này nó cũng tương tự như một cái ảnh mà bạn làm việc với Photoshop vậy. Thì trước tiên là mình sẽ phải xác định được đâu là cái chi tiết thừa, đâu là cái âm thanh mà mình không mong muốn ở trong cái tần số phổ này. Thì mình sẽ thử nghe từ đầu xem. Đó, và mình mới chỉ nghe được như thế thôi, và mình đã có thể xác nhận được là những cái dọc này, những cái thanh dọc và sáng này có thể là cái âm thanh mà mình không muốn, đó là những cái âm thanh bóp cò, và mình thử chọn nó và nghe lại xem có đúng đấy là cái âm thanh bóp cò súng hay không. Rồi mình phóng to nó ra và mình chọn nó. Thì trước tiên là cái đầu bút này ý, nó có hai cái thuộc tính, đó là thuộc tính kích cỡ và cái opacity, tức là độ trong hay gọi là gì nhỉ? Nó là cái độ cứng, độ mềm ấy. Trong Photoshop có thể nó là 100 nhưng ở đây 50 là cao nhất rồi. Thì khi mà bạn chọn cái số nhỏ này thì nó rất là mờ. Đấy. Và bạn chọn số lớn hơn thì bạn quét lại. Thì nó sẽ rất là đậm. Thì tức là cái độ mờ, độ đậm của nó, tức là cái sự mà ảnh hưởng đến cái file âm thanh. Để không ảnh hưởng đến những vùng âm thanh khác thì mình nên chọn cái kích cỡ này nó vừa với cái phần mà mình muốn xóa nó đi. Thì mình sẽ chọn nó như thế này, chọn như thế này đó, và
Mình nghe thử xem là nó có đúng là cái âm thanh mà mình cần xóa hay không. Mình lại kích vào cái nút play này, nhớ là vẫn giữ cái phím lặp lại này nhé. Thì đó, âm thanh tạch tạch tạch, và nó không lẫn vào mấy cái âm thanh khác. Và để muốn lọc cái phần âm này đi thì mình nhấn vào phần effects và mình chọn noise reduction. Đó thì mình chọn cái sound remove. Đó. Và khi mà mình chọn cái này thì bạn có thể thấy, tức là nó lại hiển thị ra hai cái dòng này, một cái trên một cái dưới, thì nó là gì? Đó chính là cái tính năng preview, tức là tính năng xem lại bên trên là file gốc và bên dưới là file kết quả của những cái mà sau khi áp dụng cái effect này. Thì trong cái preview này thì nó có một cái phần mà cái chế độ của review, tức là bây giờ là mình chọn cái chế độ là gương, mirror là gương, thì gương là như thế nào, tức là bên trên như thế nào thì bên dưới như thế, nó phản ánh lại đúng cái bên trên như thế nào thì bên dưới y như thế, nó không khác gì cả. Và cái chế độ thứ hai là cái chế độ độc lập. Cái chế độ độc lập này nó là cái chế độ mà bên trên với bên dưới nó không ảnh hưởng gì nhau. Bên trên mình có thể làm bất cứ gì và bên dưới thì nó không hiển thị. Bên dưới, bên trên thì mình kéo đi đâu thì bên dưới nó vẫn giữ nguyên như thế, nó độc lập với nhau, nó không liên quan đến nhau hết. Thì cái thứ ba tức là zoom to selection, tức là bên trên ấy mình chọn cái phần nào thì bên dưới nó zoom đúng vào cái phần đấy, nó phóng lên đúng vào phần đấy, và đó đó nó phóng lên như thế này. Và mình chọn cái này để có thể bạn có thể nhìn dễ hơn. Mình muốn xem cái phần này nó như thế nào, mình cứ phóng nó và bên dưới là nó zoom đúng vào cái phần đấy, đúng vào cái phần mình phóng luôn. Đó, dài hay ngắn gì nó phóng đúng vào cái phần mà mình đã chọn luôn. Đó. Và để dễ dàng hơn thì mình chọn cái mặc định của nó là cái gương, và mình zoom lên nó cũng zoom, mà mình đi đâu thì nó cũng đi đấy. Thì trước tiên ấy là mình chọn cái brush này và mình sẽ chọn lại nó. Cái này kích cỡ vẫn to và mình chọn cho nó nhỏ lại một chút. Đó. Thì mình quét, cố gắng quét hết cái phần âm thanh này. Đó. Quét hết cái phần tạp âm này. Đó. Đó. Trong một cái file âm thanh ấy thì khi mà bạn chọn nó, bạn muốn cái audition này hiểu được là cái âm thanh nào mà bạn muốn audition xóa bỏ, thì bạn sẽ nhấn vào cái nút này để audition hiểu được là đây chính là cái tần số mà mình sẽ loại bỏ khỏi cái file âm thanh này, và bạn nhấn vào đây. Và khi mà nó hiện thông báo như này, đó chính là nó bảo là chọn cái dài hơn, bởi vì cái phần mình chọn này nó rất là ngắn, chỉ có không phải chưa đầy 1 giây thôi, và mình phải chọn lại cho nó nhiều hơn một chút. Làm sao khi mà bạn chọn như thế này thì nó lại mất đi cái cũ, thì bạn có thể chọn lại như thế này và bạn nhấn phím shift để có thể chọn được những cái vùng âm thanh tạp âm khác nữa. Thì ở đây mình kéo ra đây thì mình thấy là cái tạp âm mình nó to quá, nó to hơn cái bút này, thì mình phóng to nó lên, hoặc bạn có thể nhấn phím ngoặc vuông ở trên bàn phím mà nó cũng có chức năng tương tự là nó to nó nhỏ như thế, thì mình điều chỉnh cho nó vừa với cái tạp âm này. Thì mình nhấn phím shift để mình cộng, nó hiện dấu cộng ngay bên cạnh, nhấn shift để tự hiện dấu cộng mà nó sẽ như thế này. Đó. Nhớ là cho sao cho nó vừa với cái tạp âm mà mình không mong muốn, mà mình có thể chọn thêm ở đây. Cố gắng không ảnh hưởng đến những cái tần số khác. Đó. Ok, và bây giờ thì mình thử nhấn xem sao. Và ok, nó đã có thể học được cái tạp âm này. Và mình thử nghe thử. Đây, bạn nhấn vào nút play ở đây và bạn thử nghe xem sao. Đó, bạn muốn nghe cái âm thanh gốc của nó mà khi chưa áp dụng cái hiệu ứng này thì nó như thế nào, thì bạn có thể nhấn vào đây để tắt nó đi. Và bạn nhấn lại thử xem âm thanh gốc của nó khi mà chưa áp dụng cái effect này thì nó như thế nào. Đó, bạn nhấn vào đây để xem. Nghe lại. Âm thanh đó đã bị mất đi,
Và trong này thì có rất là nhiều những presets khác nhau, nhưng mà để default thì cũng vẫn được, để mặc định thì vẫn được, bởi vì nó hoạt động cho hầu hết các trường hợp. Bạn có thể nhìn cái hiển thị bên dưới này thì nó mới chỉ áp dụng được cái phần mình đã chọn thôi, và để muốn nó áp dụng hết được cái file âm thanh thì mình chỉ cần bỏ chọn cái phần này đi thôi, và mình kích vào một cái phần bất kỳ thì bạn có thể nhìn file âm thanh bên dưới và file bên trên. Bạn có thể thấy tất cả những cái phần đậm này nó gần như là đã mất đi hết. Đó, những cái phần đậm này nó mất đi hết, và chúng ta thử nghe lại xem sao. Ok, và cái âm thanh bóp có súng là gần như là đã mất hẳn, và chỉ việc nhấn apply thì nó đã biến mất. Và mình tắt cái tần số phổ này đi, và file âm thanh thì vẫn giữ nguyên như thế. Đó chính là cái cách mà để bạn lọc đi những cái âm thanh không mong muốn ở trong một cái video. Giờ mình sẽ thử nghe lại một lần nữa với cái sóng âm này. Đó, và mình thử nghe lại cái đầu tiên khi mà chưa áp dụng hiệu ứng. Đó, và đó chính là cái cách để lọc được những cái tạp âm mà mình không mong muốn ở trong một cái file âm thanh. Mình là Vệ Thế Hai và hẹn bạn ở trong những cái video lần sau.